Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cờ Tướng VN. Trong video này, S sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đấu giữa người với máy được tổ chức vào ngày hôm qua tại Trung Quốc. Trận đầu là Tạ Tịnh với lại Robot. Trận thứ hai là Cổ Bác Văn với lại Robot. Mời các bạn cùng xem. Chứ吃 吃 将军 将军 吃 吃 将军 将军 吃 吃 将军
吃 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 将军 吃 吃 将军
Trần Cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ Ad nha.